tâm hồn, ai tham các mạch nước nguồn, nước kia khô cạn, ái còn, ẩn đau, bất dây trói buộc, khai đầu, ma vương ngơ ngác, trước sau khó tìm. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, con xin đọc bản kệ. Quỳ ta khô băng, xà mê cha vô rạch tôn. A su phang phang và giá ti sa đa sa tu e sa su dân ti ca hi ti e sa che chang ti ma ra pan tha năng vì ta khu pa sa mê cha yo ra tu A su phang pha và giá ti sa đang sa tôn e sa khô nhân ti ca hi ti e sa che chang ti ma ra pan tha năng Vì ta khu pa sa mê cha yô ra tô A su phang pa và ra ti sa đan sa tô E sa khu yang ti ca hi ti E sa che cha ti ma ra pan tha năng Ai vui ăn tình ý, quán bất tình thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt dứt ma trói buộc. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, người kia vô thích niệm lành, chế ngự dục lạc, chẳng sanh tâm hồn, ái tham các mạch nước nguồn, nước kia khô cạn, ái còn ẩn đâu, bức dây trói buộc khai đầu, ma vương ngơ ngác. Trước sau khó tìm và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thú chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thanh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Tịnh Hạnh, cô tu nữ Thammachari. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 350. Quý tắc cù vá xá mề chá dường ra tù, á su phàng phàng quá giá tí, xá đà xá tù, ê xá khù. Qua dòng tiếng cà hiến tiếng y sa trách chát tiếng mà ra bằng than năng. Quy tắc cù ba sa mề cha dù ra tù. A su phần phà quá giá tí sa đà sa tù. Y sa khù qua dòng tiếng cà hiến tiếng y sa trách chát tiếng mà ra bằng than năng. Quy tắc cù ba sa mề cha dù ra tù. A su phàm phà quá giá tí sa đà sa tô e sa khô quá dằn tí cà hi tí e sa trách trách tí mà ra bàn tha năng. An vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quý tắc cù ba sa mề cha dồn ra tù. A su phàng phà quá giá tí sa đà sa tù e sa khô quá dằn tí cà hi tí e sa trách trách tí mà ra bàn tha năng. Người kia vui thích niệm lành, chế ngự dục lạc, chẳng sanh tâm hồn, ái tham các mạch nguồn, nước kia khô cạn, ái còn ẩn đâu, bước dây đối buộc hai đầu, ma dư ngơ ngác, trước sau khó tìm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis An Nhiên.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầm Thầy Giá, Nam Mô Sân Thầy Giá. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo. Con xin thành kính đảnh lễ Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp. Con xin thành kính đảnh lễ quý sư. Con kính chào quý cô tu nữ và quý cô chú trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú 350. Vitakku Pasame Chakho Rato Asubang Bawa Yati Sada Sato Esakho Yan Tika Hiti Hiti Esa Chết Chati Marabang Thanang Vitakku Pasame Chayo Rato Asubang Bawa Yati Sada Sato Esakho Yan Tika Hiti Esa Chết Chati Ma Ra Ban Tha Năng Vitaku Bát Bá Sa Mê Chắc Yô Chá Yô Rá Tô Á Su Bằng Bà Quá Giá Tí Sa Đà Sa Tô Ê Sa Khô Danh Tí Ca Hì Tí Ê Sa Chết Chá Tí Ma Ra Ban Tha Năng An vui, an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm. Người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vitakku Pasame Chayo Rato Asubhavayati Sasato Esakho Yantika Hiti Esachetchati Marabandhanang Vita Cù Ba Sa Mê Chá Dô Rá Tô Á Su Bằng Bà Quá Gia Tí Sa Đà Sa Tô Ê Sa Khô Danh Tí Ca Hí Tí Ê Sa Chết Chá Tí Mà Rá Bành Tha Nằng. Người kia vui thích niệm lành chế ngự dục lạc chẳng sanh tâm hồn ái tham các mạch nước nguồn. Nước kia khô cạn, ái còn ẩn đâu? Bức dây trói buộc hai đầu, ma vuông ngơ ngác, trước sau khó tìm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin đọc xong bài ạ. Con xin xuống mít dạ. Kính tri ân chú Thanh Á đã đọc bài. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tư nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc dạ câu kệ ngôn 350 ạ. Vitakku Pasame Chayo Rato Asubang Bawa Yati Sada Sato E Sakho Yantika Hiti E Sachek Chati Ma Raban Thanang. Vitakku Pasame Chayo Rato Asubang Bawa Yati Sada Sato E Sakho Yantika Hiti E Sachek Chati Ma Raban Thana. Vitakku Pasame Chayo Rato Asubang Bawa Yati Sada Sato Esakho Yantika Hiti Esachek Chati Ma Raban Thana. Vitakku Pasame Chayo Rato Asubang Bawa Yati Sada Sato Esakho Yantika Hiti Esachek Chati Ma Raban Thana. An vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người kia vui thích niệm lành, chế ngự dục lạc chẳng sanh tâm hồn, ái tham cắt mạch nước nguồn, nước kia khô cạn, ái còn ở đâu, bứt dây trói buộc hai đầu. Ma vương ngơ ngác trước sau khó tìm, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc kinh kệ
và đọc bản dịch xong ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, kính cảm ơn huynh Watthana đã post bài. Kính cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, thân mời Sukha and Dukha. Alo. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Dạng Đông. Dạ, cô Hồng Dung cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 350 ạ. Quy tắc cù pasame cha dô giác tô a su phẳng và qua giác tí sa đà sa tù e sa khô dần tí ca hít tí e sa chách cha tí mà ra bàn tha lẳng. Quy tắc cù pasame cha dô giác tô a su phẳng và qua giác tí sa đà sa tù e sa khô dần tí ca hít tí e sa chách cha tí mà ra bàn tha lẳng. Quy tắc cù pa sa mê cha dù gia tổ a su phằng phà qua gia ti sa đà sa tổ e sa khổ dằn ti ca hi ti e sa chách cha ti mà gia bàn tha lằng. An vui an tịnh ý quán bất tịnh thường niệm người ấy sẽ diệt ái cắt đứt ma trói buộc. Nó là bản gì của Thượng Tinh Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, bây giờ con xin xuống mic ạ. Dạ, con không thấy bàn tay của, con không nhìn thấy bàn tay của cô chú nào ạ. Dạ, dạ con xin mời cô Nhật Huỳnh nhấn mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn sư khá, anh đức khá. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 350. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh bài học. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Tịnh Hạnh, Xích Tâm Phương, Xích Trạng Đông, Xích An Nhiên, Xích Kim Nhung, Sứ Khá Anh, Sứ Khá đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn huynh Watthana cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mập đang ở ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được
Tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng biêu sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 351. Nhược bình kính đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ. Mọi thứ đã qua đi, chúng không có trở lại nữa. Bây giờ đang có cái thấy, cái nghe, gửi, nếm hoặc xúc chạm sân khởi. Cái thấy là vô ngã. Chúng là rỗng không, cái được thấy cũng là rỗng không. Cái được thấy chỉ là một thứ vô tri và cái thấy chỉ là một danh, một pháp sân khởi. Ở một căn môn riêng, một thế giới riêng. Cái nghe cũng vậy. Chúng ta không cần phải tìm pháp ở đâu cả. Pháp đang hiện khởi ngay khoảnh khắc này. Ngày mai, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Ngày mai chắc chắn, nếu chúng ta còn sống, cái thấy lại sanh khởi, cái nghe lại sanh khởi, cảm thọ lại sanh khởi, các uẩn, xứ, giới, đế lại có mặt. Hãy tỉnh thức lên con đường mà Đức Phật dạy. Không gì ngoài khoảnh khắc hiện tại này cả. Nếu chúng ta tôn kính Đức Phật một cách thực sự, thì chúng ta cần phải hiểu pháp vô ngã ở mọi hoàn cảnh và không có một phương pháp thực tập nào để đưa đến giác ngộ ngoài sự nghe pháp và phát triển tâm trí ở ngay khoảnh khắc này. Thế giới chỉ có 6 căn đang hoạt động và không có gì khác. Và cái gì đã diệt rồi thì chúng không có sanh lại nữa. Cái gì đang sanh thì chỉ có một khoảnh khắc. Khoảnh khắc thấy không phải khoảnh khắc nghe. Khoảnh khắc thấy không phải là người thấy. Đối tượng thị giác không phải là con người. Đối tượng thị giác cũng không chọn lựa được cái thấy. Cái thấy cũng không chọn lựa được đối tượng thị giác. Tất cả mọi thứ sanh khởi đều tùy thuộc vào duyên của chúng. Bây giờ chúng con xin đặt lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami Supatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghaṃ namassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thực sự là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ có những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo lời dạy của Ngài mới chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là bô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành theo dòng tâm thức của mình, và nhất là thành tựu chánh kiến, chứng đắc lý tứ thánh đế, tứ thánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước báu do đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương. Các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Và nhất là phước báu này xin chia đến tất cả quý vị Phật tử ở gần, ở xa, xin tùy phước lành này cùng để hỗ trợ tu tập để giác ngộ lý tứ thánh đế ngay trong kiếp sống của mình. Nam mô Bụt tha giá. Dạ, hôm nay thì chúng ta học câu kệ số 351.
Và câu kệ này thì chúng ta học, chúng ta rất dễ bị đi lạc, tức là chúng ta rất dễ đem cái tâm của mình vào trong cái bài pháp này. Chúng ta tưởng mình là thánh nhân và chúng ta nói chuyện thánh nhân, nhưng chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Bởi vì câu 351 này là nói đến bậc thánh A-la-hán. Và con xin đọc câu kệ 351 ạ. Nathangato asamtasi watatanho alangano achindi phawa sanani anti moyang sapmu sayo. Nghĩa việc ngài dịch là người đã đạt đến sự hoàn thành. Hoàn thành ở đây tức là quả vị A-la-hán. Như vậy, một người mà hoàn thành tứ niệm xứ thì chưa phải là người hoàn thành, nhớ nha. Tứ niệm xứ chỉ hoàn thành đến cái tâm vô chấp phu mà thôi. Vậy chúng ta thấy tứ niệm xứ cũng không phải là giác ngộ đâu, mà tứ niệm xứ chỉ là một duyên thôi. Và tứ niệm xứ mà phải đạt đến tâm siêu thế, nó đẩy qua một duyên nữa và đi vào tâm tu đồ huần, tư đà hàm, tâm siêu thế đó, thì chúng ta mới thấy ở đây á, là cái thiền định và cái thiền tuệ. Hai cái thiền này chúng ta phải hết sức rõ nghĩa để thấy các duyên. Và chúng ta không khéo đó thì chúng ta rất khó để mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy là chỉ khi nào mà cái tâm siêu thế sanh khởi, nhất là quả vị A-la-hán, và cái sự hoàn thành của một đời sống, một cái chuỗi dài của những cái duyên mà trong một cái lộ trình tâm theo sanh tử luân hồi trong các cái kiếp sống, nó cứ nối tiếp nhau bằng cái vô gián duyên đó cho đến quả vị A-la-hán. Cái người đạt đến cái sự hoàn thành. Như vậy để chúng ta thấy rằng là vô cùng khó khăn. Chúng ta phải đủ can đảm chân thực nhất về cái sát la hiện tại. Và chúng ta bao giờ mà chúng ta không còn tin tưởng bất cứ một cái điều nào ngoài những pháp hiện tại nữa. Như cái thấy, nghe, ngửi, nếm đủ xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta tin tưởng những cái pháp này là thật. Và trí tuệ luôn luôn gần gũi và có mặt ở đó. Thì đó chính là tứ niệm xứ sanh khởi. Còn ngày nào mà chúng ta còn chạy theo phương pháp, một cái trường thiền, một cái pháp môn nào đó, thì chúng ta đã hoàn toàn đi xa rời với giáo pháp của Đức Phật. Người đã đạt đến sự hoàn thành thì không còn sợ hãi nữa. Bởi vì chúng ta biết sợ hãi là một tâm sân, và vị A-la-hán thì không còn sợ hãi. Ái dục đã lìa, không còn nhơ nhuốc, tâm vị đó không còn nhơ nhuốc bởi ái dục nữa. Đã cắt đứt những mũi tên của hiện hữu, tức là mũi tên của sanh tử. Mũi tên của sanh tử, của hiện hữu. Như vậy thì hiện hữu là đau khổ. Vậy cái gì hiện hữu? Thấy là hiện hữu, nghe là hiện hữu, ngửi là hiện hữu, nếm là hiện hữu, xúc chạm cứng mềm, nóng lạnh, cảm giác là hiện hữu. Mà những cái thứ này nó luôn luôn sanh và diệt. Quý vị có thấy có cái tâm nghe nào nó vững bền từ sáng đến giờ không? Có cái tâm thấy nào nó vững bền từ sáng đến giờ không? Và chúng ta tưởng đó là cái gì? À, những cái tâm thấy nghe này chính là quả của nghiệp đó. Nghiệp của quá khứ đó. Và ngày mai lại tiếp tục những cái nghiệp thiện ác đó cho ra những cái tâm thấy tâm nghe này thôi. Và chúng ta cứ tưởng là quả là một cái gì đó ghê gớm. Chúng ta chạy theo những cái quả thiện. Cho rằng tôi và của tôi, nhưng không phải. Tâm thiện nó chỉ tạo ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm và cái thức tục sinh. Và tất cả những cái tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này nó kinh nghiệm
cái gì, nó chỉ nhớ cái kinh nghiệm cái là đất, là nước, là lửa, là gió, là màu, là mùi, là dưỡng chất, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là tử thi, là xác chết, là những cái vật thực của tứ đại trong đời sống hàng ngày. Chứ không có một con người cụ thể nào ở đây hết, trong mọi khoảnh khắc. Và ngày nào chúng ta thấy, cái thấy là khổ, cái nghe là khổ, thì mới nói đến cái chuyện mà chúng ta giải thoát. Nhưng mà chúng ta rất là thích cái thấy phải không? Và đối tượng thị giác. Có ai không thích cái thấy không? Có ai không thích cái nghe không? À, chúng ta không thích cái nghe là chúng ta không thích cái nghe điều bất thiện, à, không thích cái nghe sự khó chịu. Cái đó là một tâm sân hận, à, chứ không phải là cái mà chúng ta hiểu biết được tất cả mọi pháp hữu vi là khổ, không có sự kiểm soát. Đã đến lúc chúng ta cần phải thức tỉnh với lời dạy của Ngài. Ngày nào chúng ta không hiểu rõ về cái thấy cái nghe, liệu rằng chúng ta có cắt được ái không? Chúng ta có ly được tham không? Chúng ta có biết si nó nằm ở đâu không? Vô minh nó hiện hữu suốt cả ngày trong cuộc sống. Sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này, chúng ta dùng cái phương pháp nào để thấy vô minh? Nếu như chúng ta không biết được nhân duyên của chúng, chúng ta không biết được vô minh nằm ngay sau khoảnh khắc thấy nghe trong ba sát na thôi. Chúng ta vừa nghe đã có sự sân hận rồi, vừa nghe đã có tham rồi. Như vậy, vô minh và tham ái là một ông chủ rất là lớn mà quanh quẩn trong đời sống hàng ngày. Chứ không ở đâu cả đâu. À, không ở đâu cả. Chúng ta sân hận cả với chiếc lá, cả với con sâu, cả với cái cục đất, có phải vậy không? À, như vậy thì chúng ta thấy, nhưng mà khổ một lỗi, những cái pháp này nó sanh khởi trong hàng ngày, nhưng mà chúng ta cũng quên nó, và nó cứ qua đi như vậy. Như vậy suốt cả cuộc đời của chúng ta bị luân hồi, là chúng ta không nhớ được pháp là thực hiện giờ, là giáo pháp của Đức Phật, chỉ có vậy thôi. Như vậy chúng ta cần phải nghe rất là nhiều để chánh niệm nó nhớ về khoảnh khắc này. Nó nhớ về bất cứ khoảnh khắc này là khoảnh khắc gì. Dầu cái đó là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sân, hận. Tất cả những thứ đó đều là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác cả đó. Bởi vì chúng là thực. Chúng là chân đế pháp. Chúng ta cần phải hiểu rất rõ điều đó. Pháp không phải đi tìm kiếm ở đâu cả, nó ở ngay đây rồi. Nếu nó không sanh khởi, làm sao bạn thấy nó được? Mà làm gì có bạn, chỉ có Pháp đang sanh khởi thôi. Và Pháp chỉ để hiểu, chứ không để làm cái gì cả. Bởi vì không có ai làm được một cái gì cả. Vì có ai đâu. À, mỗi một Pháp nó có những cái tính chất riêng của nó. Chúng ta cần phải biết. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi vào cái ít từ ngữ của cái bài này. Cái từ Nithangato thì chúng ta biết là nó là một cái hợp từ hay là nhóm từ. Nithang cộng với Gata. Gata cái nghĩa của nó còn gọi là cái từ Gacchati đó. Cái động từ Gacchati mà nó chia theo quá khứ phân từ thì phải. Cái nhóm từ nam tánh, cái này là một cái nhóm từ nam tánh chia theo chủ cách. Là người đạt đến sự hoàn thành. Sự hoàn thành ở đây tức là một người đã viên mãn
cái pháp thành. Một ngày một người đã viên mãn cái pháp thành, người đã đi đến đích. Đi đến đích ở đây là gì? Chính là niết bàn, cái phận sự, đã thoát ra khỏi sanh tử luân hồi và đã diệt tận mọi cái mầm mống của vô minh, của ái dục tái sanh. Tiết thá là một cái danh từ trung tâm chỉ cho cái đích, cái điểm đến. Như vậy niết bàn không phải là một nơi chốn, không phải là một cõi nào đó. Niết bàn để chỉ cho cái sự, cái tâm mà nó hoàn toàn không có phiền não, tham sân si. Như vậy thì chúng ta thấy vị A-la-hán với tất cả chúng sanh phàm phu nó giống nhau ở lúc ngủ say, giống nhau ở lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Tâm khai môn và tâm khai ngũ môn. Nhưng mà vì A-la-hán khác phàm phu và bậc thánh ngũ học ở tâm động lực. Vì Ngài chỉ có động lực duy nhất là động lực duy tác. Như vậy thì các pháp nó vẫn diễn ra theo nhân duyên của nó. Như vậy Đức Phật cũng chỉ để nói về một pháp giác ngộ tối thắng, đó là trí tuệ toàn giác. Các bậc A-la-hán cũng chỉ để nói đến cái trí tuệ giác ngộ. Còn danh từ Đức Phật hay các vị A-la-hán chỉ là một ngôn từ. Như vậy khi nào mà chúng ta hiểu lời Đức Phật dạy tất cả là pháp, thì chúng ta mới phá vỡ được ý niệm về ngã. Cái từ gát tá là cái căn của nó là căn găm, cộng với tá nó là quá khứ phân từ, động từ của nó là từ gát chất tiết. Và ở đây chia theo quá khứ phân từ là đã đi đến, đã đi đến. Asamtasi, Asamtasi thì chúng ta biết là nó là một cái danh tính từ. Á là tiếp đồng ngữ, chỉ cho cái sự mà không. Còn cái từ samtasi là sợ hãi, sợ hãi. Mà cái á nó tiếp đồng ngữ đi ở đây là không sợ hãi, không còn sợ hãi nữa. Tại sao một vị A-la-hán không còn sợ hãi nữa? Vì Ngài hiểu rằng tất cả pháp chúng đến chỉ là nhân và quả. Ngài không còn cái ý niệm về ngã. Ngài không còn vô minh về các pháp nữa. Và Ngài thấy tất cả pháp hữu vi thì chúng, cái trạng thái của chúng chỉ là sanh và diệt. Còn cái sự sợ hãi này đó là do vô minh, do không thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã, nên chúng sanh lầm tưởng có cái tôi, có cái thân này, cho cái thân này là tôi, là của tôi. Cho ngũ uẩn này là tôi, là của tôi. Nên kẻ phàm phu luôn luôn lo sợ và sợ hãi. Mà dầu họ có sợ hãi thì các pháp đó cũng vẫn là sanh và diệt. Còn các bậc thánh, các bậc đã được nghe lời dạy của Đức Phật, đã thông hiểu về thế giới của ngũ uẩn, duyên sanh, các ngài đã không còn vô minh về chúng nữa, nên các ngài không còn sợ hãi. Bởi vì các ngài thấy khoảnh khắc thấy, nó cũng giống như là khoảnh khắc tham, hay khoảnh khắc sân, hay khoảnh khắc tử, hay là khoảnh khắc sinh mà thôi. Khoảnh khắc thấy thì cũng chỉ là một sát la và diệt đi. Cái thấy cũng sanh và diệt.
liệu rằng các cái tâm sau cái thấy nó có sanh ở nhãn căn được không? Không, nhãn căn này nó chỉ chứa có mỗi một cái tâm thấy sanh ở một thời điểm mà thôi. Còn cái tâm trước đó là cái tâm mà khai ngũ môn, chúng không có sanh ở nhãn căn được. Để tâm tiếp thâu, quan sát, đoán định, thiện hay bất thiện vân, chúng cũng không có sanh ở nhãn căn. Nhưng mà những cái tâm tiếp nối đó thì chúng lại thuộc về lộ trình của nhãn môn. Vì chúng ta thấy các pháp vô cùng là vi tế. Và chúng ta dường như chúng ta tưởng là cái tham hay là cái tâm tiếp thâu quan sát này nó cũng sanh là nhãn căn. Không phải, nó sanh là lộ trình nhãn môn. Nhưng mà cái tâm thấy thì lại sanh là nhãn căn. Để cho chúng ta thấy là vô cùng phức hợp với các pháp. Nếu mà chúng ta không nghe diệu pháp về cái là thực hiện giờ, làm sao mà trí tuệ có thể phát hiện được những cái pháp mà Đức Phật dạy? Không thể. Chúng ta ngồi nhắm mắt ở đó đi tìm kiếm một cái gì nó không là thực thì không thể hiểu được. Cái tham nó chưa sanh khởi, không ai hiểu được tham. Cái sân nó chưa sanh khởi, không ai hiểu được sân. Ngay kể cả cái thấy nó đang sanh khởi ở đây, nhưng cũng không dễ gì hiểu được nó. Nó sanh khởi suốt cả ngày. Cái nghe, ngửi, nếm đụng. Và chúng ta dường như là chúng ta thấy được, là chúng ta thấy suốt cả ngày, nhưng không phải. Lúc nghe là không còn cái thấy nữa, lúc suy nghĩ là không còn cái thấy nữa. Nhưng mà tâm của chúng ta nó vẫn dường như là vẫn thấy mình thấy. Để cho chúng ta thấy cái năng lực vô minh và tham ái nó lớn đến mức độ như nào. Không dễ gì mà chúng ta thoát khỏi được. Vì trầm luân sanh tử đã quá lâu rồi. Nó bị ô nhiễm rất là nặng. Nên không có giáo pháp, không có bậc hiền trí, không nghe và không suy nghiệm kỹ, thì chúng ta luôn luôn chạy theo và không có bến bờ nào cả. Và chúng ta không có hiểu Đức Phật dạy về pháp là thực hiện giờ. Cái đó mới thực sự là cái đối tượng để mà làm duyên cho tứ thánh đế hay là tứ niệm xứ sanh khởi. Tiếp theo là cái từ Vittapanho là một cái hợp từ cái từ Sanh-tát-tí là sự sợ hãi ha, đúng rồi. Còn cái từ tiếp theo là Vittapanho là một cái hợp từ nữa, Vittá cộng với Tanha. Tanha là chúng ta chỉ cho ái dục. Ở đây nó là một cái nhóm từ nam tánh. Vittá là một cái căn ý cộng với tá, tiếp đồng ngữ, tiếp biến ngữ của nó là quý. Ở đây gọi là quý tát tí, nhưng mà nó chia theo quá khứ phân từ nên là nó gọi là quý tá. Quý tá là đã đi khỏi, thì ở đây ngài dịch là đã lìa khỏi, đã ra khỏi, tức là cái vô minh này đã được trí tuệ soi sáng và chúng không còn làm ô nhiễm nữa. Cái vô minh lậu ở trong tâm này nó không còn hoạt động được nữa. Tiếp đồng ngữ quý là không hay là khỏi, lìa. Tanha là một cái danh từ trung tánh chỉ cho ái dục. Cái từ Anangano, Anang cộng với Angana là một cái nhóm từ nam tánh. Ở đây chia theo chủ cách là không như, không nhơ nhuốc, không ô nhiễm. Ăn cá lá là chỉ cho cái sự ô nhiễm. Ô nhiễm bởi cái gì? Ô nhiễm bởi dục này, bởi dục lậu này, bởi hữu lậu này, bởi kiến lậu này, bởi vô minh này, hay là ô nhiễm bởi 10 cái loại phiền não như là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, tham sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh.
Tiếp đầu ngữ am hay là còn gọi là lá là một cái phủ định. Cái từ ăn cái lá là một cái danh từ nam tính chỉ cho cái sự nhơ nhuốc, nhiễm ô, bụi bặm. Achindi, cái từ tiếp theo là achindi, cái căn của nó căn chip, tiếp đồng ngữ của nó là a, đó là một cái động từ. Ở đây chia theo quá khứ là đã cắt đứt, đã cắt lìa. Đã cắt lìa. Cắt lìa bằng cái gì? Ở đây chính là tâm thánh đạo A-la-hán. Trong cái câu kệ này, phá hóa sanh la đi, phá hóa cộng với sanh la là một cái nhóm từ trung tâm. Ở đây chia theo đối cách số nhiều là những cái mũi tên của hiện hữu. Mũi tên của hiện hữu. Phá hóa, cái căn của nó là căn phu, là một cái danh từ nam tánh chỉ cho sự hiện hữu. Hiện hữu ở đây, đời sống hiện hữu ở đây là chỉ cho tất cả các loài chúng sanh. Tất cả các loài chúng sanh, không phải là chỉ cho một cái con người hay một số người nào đó, không phải. Hiện hữu ở tất cả muôn loài chúng sanh, và hiện hữu ở tất cả những cái sự tiếp lỗi của thức tục sinh sau khi tâm tử thức. Như vậy thì bất cứ cái hiện hữu nào cũng đều là khổ đau cả. Phá hóa sanh na ni là một cái nhóm từ, danh từ chúng tánh chia theo rất nhiều, là những mũi tên hiện hữu. Mũi tên hiện hữu ở đây tức là do tham ái và vô minh nó tạo ra các hành quẩn. Để tiếp tục cho những cái thức tục sinh ở trong tương lai. Như vậy là kiếp sau không phải là có tôi tạo phước để tôi hưởng trong kiếp sau. Chúng ta đừng có hiểu lầm cái điều đó, mà chúng ta phải hiểu kiếp sau cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm. Tùy theo thiện ác mà chúng cho ra các cái căn môn, các cái thân thể, hình tướng khác nhau. Chứ không có ai làm chủ thể ở đây cả. Ngoài những vô minh và hành đó, hành nó tạo ra nghiệp, chúng ta không thể chọn được thân sau, cũng như cái kiếp này, chúng ta không thể chọn được cha, được mẹ, không thể chọn được anh em, chúng ta không thể chọn được những cái gì qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi được. Quý vị có chọn được cái gì không? Không, các pháp hoàn toàn vô ngã và do duyên là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta mới thấy lời dạy của Đức Phật là quý báu và chánh niệm, phát triển hiểu biết chánh niệm về khoảnh khắc này. Còn không thì chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta đều bị cái ý niệm về ngã nó chi phối. Mà chúng ta không thấy được cái giá trị của thiện pháp, chúng ta không thể phát triển được trí tuệ. Và chúng ta sống rất dễ lầm lỗi đối với mọi người xung quanh. Cái ý niệm về ngã nó đem đến rất nhiều những cái tư thù, những cái kiến chấp, sai lạc. Cái từ sanh má là một cái danh từ trung tâm chỉ cho mũi tên. Mũi tên ở đây chính là vô minh và tham ái. Ngài đã được diệt tận. Cái từ nữa là anti mô dân samusayo, thân này là thân cuối cùng. Như vậy thì để cho chúng ta thấy được rằng trong vòng sanh tử, những cái
vô minh và nghiệp hành này, nó đã tạo ra vô lượng những cái thân xác. Từ bàn sanh chư thiên, phạm thiên, và ngày nào còn tham ái thì cái tâm trí này nó vẫn biết là chưa có kiếp cuối cùng và chưa có sự kết thúc. Bởi vì sao vậy? Nếu mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta thấy cái lực đẩy của nó. Cái từ Antimoyam, Antimo cộng với Ayam, Antimo đó là Antimá, là một cái tính từ nam thánh chủ cách, chỉ cho cái sự cuối cùng. Cuối cùng. Như vậy thì chúng ta thấy kiếp sống này của chúng ta là kiếp sống cuối cùng của cái thân này, nhưng mà chưa chắc đã là kiếp sống cuối cùng. Không còn những cái thân sau. Chỉ khi nào chúng ta phát triển được con đường tứ niệm xứ, con đường tứ thánh đế, thì chúng ta cũng sẽ nhận diện được phiền não ở mức độ nào và đã chấm dứt. Như vậy thì chúng ta thấy có ba cái chết: cái chết của sắc la, cái chết của từng kiếp sống và cái chết của vị A-la-hán. Như vậy thì cái chết của vị A-la-hán mới là cái chết hoàn hảo. Còn cái chết của kẻ phàm phu, của các bậc thánh hữu học, là cái chết của sự tiếp nối khổ đau của sinh tử mà thôi. Từ Á Văn hay từ Ý Đăng là một cái đại từ nam tánh chủ cách, chỉ cho cái thân này, Á Giá, cái thân này. Cái từ Samu Sayo là một cái danh từ nam tánh chủ cách và chỉ cho cái thân này, cái thân tứ đại. Và ngài dịch là: ai tới đích không sợ ly ái, không nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. Bất cứ ai mà nhận chân được giá trị lời dạy của Đức Phật về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm trong đời sống hàng ngày, người đó chắc chắn kiếp này hay kiếp sau, hay là kiếp sau nữa, sau nữa, chính cái nhân duyên này chắc chắn sẽ chấm dứt khổ đau, không thể khác hơn được. Còn các bậc thánh A-la-hán thì chúng ta biết là cũng do ngài đó đoạn diệt, cũng đi qua cái con đường này, đã đến cuối cùng, thì chúng ta biết này, con đường duy nhất để đi ra khỏi sanh tử luân hồi chính là tứ niệm xứ. Nhưng mà người ta hiểu lầm về tứ niệm xứ nhiều lắm. Người ta hiểu lầm tứ niệm xứ là phải tu phương pháp niệm tâm, hay là niệm thọ, hay là niệm tâm, hay là niệm pháp. Nhưng mà người ta không biết được rằng cái pháp học là phải phát triển hiểu biết những cái thực tại trong đời sống hàng ngày qua mắt tai mũi lưỡi, thật là đúng với cái duyên là quả luân, phiền não luân, nghiệp luân, nó ở đâu sau những cái tiến trình nhân duyên của nó. Thì tự động
cái hiểu chi kiến nó đúng đắn như vậy đó, thì cái chánh niệm nó mới có sự sanh khởi theo đúng cái tiến trình vô ngã. Một khi mà đã có ý niệm về ngã để tu tập một phương pháp nào đó với lời dạy của Đức Phật, người đó đã đi xa cái con đường mà Đức Phật dạy rồi. Ai là người tu tập? Không, chỉ có một pháp, đó là trí tuệ. Nếu mà trí tuệ không có được trí tuệ dẫn dắt, thì tất cả sự tu tập đó đều là đi theo con đường của vô minh, của mù thất. Như vậy để cho chúng ta phát triển trí tuệ trong đời sống hàng ngày là vô cùng quan trọng. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi tu tập 5, 10 năm là tôi giác ngộ. Không, không bao giờ có chuyện đó. Dầu là cả ngàn kiếp sống, hàng triệu kiếp sống, hay là ngay sau khoảnh khắc này quý vị đắc tu đầu hoàng tư đà hàng, tất cả mọi pháp đó nó đều tùy thuộc vào nhân duyên đúng của nó. Nhân đúng thì sẽ cho quả đúng. Còn mau hay chậm, không có ai làm gì được cả. Nhưng cái điều đầu tiên nhất là chúng ta phải phát triển sự hiểu biết đúng. Và hiểu biết đúng thì xa hay gần hay còn bao nhiêu kiếp sống nữa thì nó không có quan trọng. Mà hiểu biết đúng nó chỉ trân quý cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất để hiểu. Còn nếu nó đã diệt đi rồi thì không có sự hiểu biết nào nữa cả. Rồi nó lại tiếp tục sanh lên. Ngoài ngũ quẩn sanh ra, ngoài ngũ quẩn diệt ra thì không có cái gì sanh, không có cái gì diệt cả. Và ngũ quẩn là cái gì? Chính là thấy là ngũ quẩn, nghe là ngũ quẩn, ngửi là ngũ quẩn, nếm là ngũ quẩn. Đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh là quẩn, là xứ, là giới, là đế. Pháp ở khắp mọi nơi, chúng đang thể hiện cái tính chất của chúng. Có trí thì thoát khỏi vô minh và ái, còn không có trí á, thì đương nhiên vô minh và ái lại tiếp tục cái con đường của chúng tích lũy. Không có ai có thể làm cái gì được cả. Nên chính vì chúng ta không có nắm bắt được cái sự sâu sắc, cái sự sâu xa lời dạy của Đức Phật, nên là chúng ta thường bỏ qua, không có cẩn trọng trong cái sự học pháp, nghe pháp và dư lý tác ý, sự suy xét chân chánh. Nên giáo pháp của Đức Phật nhiều người dạy theo những cái điều khác nhau, nên là giáo pháp càng ngày càng sanh ra nhiều cái ngôn từ, nhiều cái phương pháp. Đức Phật không có dạy ai là vị thiền sư cả. Không có, điều đó không thể xảy ra. Ngài không có dạy ai làm thiền sư cả. Ngài chỉ dạy những cái pháp sanh khởi bởi duyên của chúng là vậy. Và chắc chắn rồi, không có con mắt thì cái thấy không thể nào sanh khởi được cả. Và dầu có con mắt đi chăng nữa, không đủ duyên cho cái thấy cũng không có thể sanh khởi được. Nhưng mà cái thấy sanh khởi thì cũng chỉ sanh khởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Và cái thấy thì chúng cũng không có buồn, không có vui, chúng cũng không có biết âm thanh, không có biết tham, biết sân, biết si là gì cả. Cái thấy nó cũng không biết được nhãn căn. Cái thấy nó chỉ biết đối tượng thị giác và rồi nó diệt đi mà thôi. Và một pháp khác lại sanh khởi. Và nếu không có nghiệp, không có quả của nghiệp, thì cái thấy cũng không thể sanh khởi được. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là không có một ai ở đây để kiểm soát các pháp được cả. Khi nào mà chúng ta hiểu tất cả mọi pháp là vô ngã, là do duyên sanh, thì tâm của chúng ta dần dần tỉnh thức và sẽ thấy được cái sự vô thường. Nếu mà cái thấy không vô thường thì cái nghe không thể sanh khởi được. Cái nghe không vô thường thì sự nếm, sự xúc, sự chạm không thể sanh khởi được. Cái chết không vô thường thì
cái sinh nó không thể sanh khởi được. Và cái sinh nó không vô thường thì cái tử nó cũng không có thể sanh khởi được. Và trí tuệ nó không vô thường thì vô minh nó cũng không thể sanh khởi được. Như vậy tất cả mọi pháp chúng ta cần phải hiểu về vô ngã. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếp sau. Quá khứ thì cũng chỉ là các quẩn đã sanh và diệt. Tương lai thì cũng chỉ là các quẩn sanh và diệt. Hiện tại cũng chỉ là các quẩn sanh và diệt. Nhưng không có sự hiểu biết nào mới là sự khổ đau. Được sanh lên làm người, chúng ta được nghe diệu pháp, tâm trí sáng suốt. Có những loài cả cuộc đời chúng không thể mở miệng ra được, nói được, cười được. Cả một đời chúng không nghe được, chúng không có trao đổi được. Chúng không có nghe được diệu pháp của Đức Phật. Như con hến, con ngao, con sò, con cá, vân vân, nhiều lắm, vô lượng chúng sanh không thể nghe diệu pháp của Đức Phật được. Và kể cả loài người hàng bao nhiêu tỷ người rất là thông minh, đẹp đẽ trên đời này, nhưng cũng không bao giờ có được cái duyên để nghe về sự thật, về khoảnh khắc này mà Đức Phật dạy. Nên là chỉ có pháp do duyên mới được nghe chánh pháp là như vậy. Không có duyên không thể nào nghe diệu pháp Đức Phật được. Điều đó là vô cùng khó. Nên là cuộc sống cao quý nhất là trước khi chết chúng ta phải hiểu được đời sống là gì. Đời sống không có một con người nào cụ thể. Đời sống chỉ là những cái thế giới của thấy sinh khởi và hoại diệt. Khi cái thấy sanh khởi thì thế giới sanh khởi, cái thấy hoại diệt thì thế giới hoại diệt. Cái tâm chết thì thế giới chết. Cái nghe sanh khởi thì thế giới sanh khởi. Như vậy cái nghe trong một sát la nên thế giới chỉ sanh khởi trong một sát la. Cái ngửi, cái lếm, xúc chạm, vân vân. Tham cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Chúng không thể tồn tại lâu dài được bởi tính chất vô thường của các pháp là giống nhau. Và cái bài kệ Pháp Cú này được Đức Phật thuyết khi Ngài ngự tại Chetavana đề cập đến Ma Vương. Ma Vương ở đây thì chúng ta biết rồi. Ma Vương là những cái người mà khi mà chúng ta có những cái ác nghiệp thì họ cũng phá chúng ta, hay là họ thử thách. Rồi Ma Vương nữa là Ma Vương phiền não. Và được nói rằng một lần nọ thì Chư Tăng Viễn Phương đến ý kiến Đức Thế Tôn ở tại Chetavana quá nhiều. Lúc bấy giờ thì Ngài Raghuna phải lương nhờ nơi ngủ ở cái cửa nơi ngủ của mình để cho Chư Tỳ Khưu Cao Hạ
Khi không còn nơi nào nghỉ được nữa thì trưởng lão Ra Hú Lá nằm nghỉ trước cửa hương thất của Đức Thế Tôn. Và khi Ngài nhìn thấy trưởng lão Ra Hú Lá đã chứng đạt được vô lậu rồi, nhưng Ngài chưa có hạt nào cả. Như vậy thì chúng ta biết là năm 20 tuổi là Ngài Ra Hú Lá chứng A-la-hán. Bây giờ thì Ma Vương Quát Xá Quan Ti nhân cái cơ hội này thì thấy Ngài Ra Hú Lá nằm trước hương thất, mới nghĩ rằng mầm non của Sa Môn Gotama đang nằm phía ngoài, còn Sa Môn thì nằm bên trong. Nếu ta xúc chạm đến cái mầm non này thì làm cho y hoảng sợ, có nghĩa là ta đã xúc phạm đến Sa Môn Gotama và làm cho y kinh hoàng. Và thế là Ma Vương hóa thân thành một cái tượng vương rất là to lớn và hung dữ, và đi đến trước cái hương thất và dùng vòi quấn vào đầu của trưởng lão Ra Hú Lá và giống lên cái tiếng giống như là một cái tiếng kêu vang rất là vang xa như một loài hồng hạc. Thì bậc đạo sư an trú trong hương thất và Ngài biết rằng đây là tượng vương, đó chính là Ma Vương hóa thân, thì Ngài mới nói rằng: này Ma Vương, cho dù cả 100.000 người như ngươi cũng không làm cho con của Như Lai rúng động được, vì con của Như Lai đã cắt lìa ái dục rồi, có nhiều tâm tinh cần, có nhiều trí tuệ nên không còn run sợ nữa. Đó là cái nghĩa bài kệ này. Hằng ngày chúng ta có thấy cuộc sống, nếu một người trí thì thấy cuộc sống rất là tẻ nhạt, rất là đáng nhàm chán. Cái không là mình lại chấp thủ là mình, cái không là người thì lại chấp thủ là người. Dường như là mỗi khi thấy thì chúng ta cứ nghĩ là thấy ai đó, thấy nhà cửa, thấy con người, thấy vạn vật. Chúng ta bị lầm tưởng, nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta là cái thấy là một thực tại rỗng không, không có ai ở trong cái thấy cả, và không có ai là người được thấy cả. Nếu không có suy nghĩ thì liệu cái đối tượng thị giác đó nó là con người được không? Có là bức tượng Phật được không? Có là cái nhà, cái cửa được không? Không thể. Nhưng mà cái suy nghĩ thì có phải là cái thấy không? Chào quý vị, nghe rõ chưa? Chào quý vị đã nghe rõ chưa? Thì chúng ta thấy danh pháp thì nó chỉ có hai cái lộ tâm, đó là lộ ngũ và lộ ý, là như vậy đó. Lộ ngũ thì nó không thể nào chế định được bất cứ một cái điều gì cả.
Và thường thì cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm này chúng ta rất coi thường trong cuộc sống. Khi ăn uống nhai đến này kia chúng ta vô cùng coi thường chúng, chẳng bao giờ chúng ta để ý đến chúng cả. Nên chúng ta đâu có hiểu những cái pháp thâm sâu vi tế đến mức độ nào Đức Phật dạy về cái thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã. Có cái gì nữa đâu. Do vậy mà chúng ta luôn luôn bị cái ý niệm về ngã, về những cái khối tưởng quẩn này. Chúng ta không thấy được cái ngũ quẩn của cái thấy khác với ngũ quẩn của cái nghe. Cái ngũ quẩn của cái thấy chưa từng bao giờ gặp cái ngũ quẩn của cái nghe hết. Trong suốt vòng luân hồi. Vậy thì cả cuộc đời này và những cái cuộc đời khác chúng ta có gặp ai không? Không có gặp ai cả. Các pháp chỉ sanh khởi và diệt đi. Nên cảm thọ không phải là một con người. Cảm thọ chỉ là cảm thọ. Các pháp chúng đã độc cư ở sẵn đó rồi. Người nào nói là sống theo cái hạnh độc cư ở trong rừng này kia, người đó không hiểu được lời Đức Phật dạy đâu. Cái thấy nó đã độc cư rồi, nhưng không có cái hiểu. Cái nghe nó cũng độc cư rồi. Khi nào mà chúng ta phát triển được chánh niệm thì chúng ta mới hiểu được độc cư là như thế nào. Trong giữa rừng người chúng ta gặp, nhưng mà chúng ta vẫn biết đây chỉ là một cảm thọ. Giữa đám đông này người ta đang vui đùa, nhưng đó không phải là cái cảm thọ của mình. Dầu là một đám đông đám cưới rất là vui, nhưng cảm thọ của bạn đang là một cảm thọ buồn, thì thế giới của bạn đang chỉ có một cảm thọ đó thôi. Và những cái cảm thọ này nó sanh và diệt. Diệt rồi nó lại gì? Nó lại sanh ra cảm thọ. Mà nó chỉ có cái cảm thọ đó thôi và đã muôn đời như vậy. Và chúng ta không hiểu được nó. Nên chúng ta mê đắm trên cái cảm giác của nó. Nhưng mà thực tế rằng nó chỉ có nhiêu đó hả? Vậy thì chúng ta thấy sắc pháp nó đầy ở trước mắt chúng ta rồi. Thân thể này có duyên thì cái nghe nó sanh khởi ở đây. Và chúng ta có cần phải đi tìm âm thanh nào đó không? Và mọi âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Không ai chọn được âm thanh. Vậy sao chúng ta không hiểu được âm thanh là vô thường? Cái sân thì không phải là âm thanh đâu. Chắc chắn là âm thanh diệt rồi cái sân nó mới sanh khởi. Cái tham nó mới sanh khởi. Như vậy cái tham nó tham cái vô thường, khổ, vô ngã mà chúng ta đâu có biết được. Vậy chúng ta là người con của Đức Phật, chúng ta được nghe diệu pháp của Ngài. Thì cái cánh cửa bất tử này nó mới được mở. Chứ còn cái người nào mà chấp thủ không có nghe diệu pháp của Đức Phật một cách chơn chánh thì làm gì mà thấy được giáo pháp. Chúng ta có cần đi tìm cái đối tượng thị giác ở đâu không? Nếu như con mắt của chúng ta mở ra ở tại đây thì đối tượng thị giác nó có sẵn rồi. Âm thanh
màu mùi vị. Âm thanh chúng ta có cần phải đi kiếm nó không? Không. Và thế giới này chỉ thế thôi, và thế giới nào cũng chỉ có thế thôi. Kiếp sau thì bạn sanh lên ở đâu đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ gặp những cái tính chất này mà thôi. Nhưng nói cho bạn biết, bạn không hiểu về khoảnh khắc này thì kiếp sau bạn chỉ